Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học Master Excel. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo tài khoản email cho để đăng ký tài khoản trên các website HGA. Chúng ta tạo một cái tài khoản Gmail, Hotmail và Outlook. Xin lỗi, Gmail, Yahoo Mail và Outlook. Thì sau khi tạo xong thì các bạn thấy là trên Trello tạo xong thì chúng ta click vào cái mục này để chúng ta đánh dấu là chúng ta làm xong công việc này. Bây giờ tới cái phần công việc tạo các tài khoản website trên nhóm website blogging. Thì khi các bạn mở cái đường link lưu ở đây á, các bạn sẽ có một cái Master SEO project. Project thì chúng ta sẽ có được cái đây, nhóm website blogging thì gồm có năm cái website, đó là WordPress, Tumblr, Blogger, Weebly và Medium. Các bạn thấy đối với WordPress thì chúng ta sẽ thấy trang các bạn tạo tài khoản trên WordPress.com. Các bạn thấy DA của WordPress là 96. Đây là 96. Ở tâm trang này thì các bạn thấy DA của trang này chín mươi tám Blogger. Blogger là DA là 96. Weebly thì DA của trang này Medium. Đây có đang là 93. Medium DA của trang này là 92. Thì các bạn thấy nhóm website blogging là những website mà chúng ta có thể đăng các bài viết ở đây. Đăng tải các bài viết lên. Và những trang này có cái DA, con số DA rất là cao, trên 90. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tạo các tài khoản trên trang này. Chúng ta tạo một các tài khoản brand dành cho brand network. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo tài khoản một web trước. Đây mình sẽ sử dụng cái trình duyệt
Firefox để chúng ta tạo cái tài khoản tại WordPress cho login. Chúng ta chọn register. Đối với các tài khoản như WordPress hay là các cái một số cái tài khoản thì chúng ta sẽ sử dụng email riêng. Thì ngoài những trường hợp đặc biệt như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái WordPress để chúng ta chọn. Chúng ta sẽ chọn Start with a Blog. Ở đây thì người ta cung cấp cho bạn những cái giao diện dạng free. Mình đang sử dụng cái thiết bị cho các sản phẩm tại trang Consumer Coffee Gear, những cái sản phẩm liên quan tới máy xay cà phê. Như mình đề cập là mình sẽ sử dụng cái tên thương hiệu cho nó. Ở đây thì mình sẽ tìm đang bị hơi dài, mình cố gắng rút gọn cái tên này để cho nó dễ đọc. Mình sẽ lấy viết tắt là mail. Mình sẽ select ở đây thì nó khi mà có thì nó sẽ hiển thị free của chúng ta, chọn select. Chúng ta chọn select free Gmail. Trong các cuộc thì chúng ta sẽ happy. Create my account. Continue. WordPress sẽ gửi về cho chúng ta một cái email confirm. Chúng ta confirm now. Sau confirm thì chúng ta sẽ thấy vào trang title next. Đó thì. Đây chúng ta vào cái setting. Chúng ta sẽ sửa lại cái title.
chúng tôi chọn Save City. Thì đây là cái địa chỉ một blog của chúng ta. Chúng ta sẽ copy cái đường link ở đây. Email chúng ta đăng ký là email này. Chúng ta sẽ edit cơ bản cho trang này city vào bay. Đây có trang about edit. Chúng ta sẽ phải edit ngay cho trang này, nếu không chúng ta không edit thì chúng ta sẽ để, nếu mà để tài khoản thì rất là dễ bị bỏ của WordPress, họ quét ngang qua. Nếu mà chúng ta nội dung dạng tạo tài khoản mà chúng ta để đó mà chúng ta không có chỉnh sửa phát bài á, thì cái trang của chúng ta sẽ bị xóa khỏi hệ thống của WordPress. Do đó chúng ta nên sau khi tạo tài khoản xong thì chúng ta dành một thời gian ít phút để chúng ta chỉnh sửa lại cái trang của chúng ta cho nó hoàn hảo hơn một tí. Thì sau này khi mà có thời gian rồi chúng ta tiến hành vào cập nhật, thay đổi banner, giao diện gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ viết một số thông tin cơ bản của website của chúng ta, để cho khi mà nhân viên của WordPress người ta kiểm tra thì người ta không cho rằng đây là một trang spam, người ta không có xóa trang này. Thank you, this is my business. Thank you for this. Chúng ta sẽ lock hyperlink cái đường link vào. Chúng ta update. Còn contact đây thì chúng ta sẽ sửa lại một tí.
Phần blogpost thì chúng ta sẽ thấy là first blogpost này, chúng ta đây đó là bài viết đầu tiên. Chúng ta check out if you are in Selectus. Chúng ta có thể sử dụng phần Customizer và chúng ta chỉnh sửa một số các tiện biến trên blog. Phần Reject thì chúng ta sẽ remove cái text wizard đi. Auto remove. Chúng ta remove đi. Save. Chúng ta gọi as cái lưu trữ.
Gallery. Như vậy tạm thời thì chúng ta đã tạo được một cái trang blog trên WordPress. Cơ bản thì những cái trang này nó cơ bản thì trang này đã được cập nhật edit lại một số thông tin giúp cho hệ thống của WordPress họ không có nhìn nhận đây là một trang spam. Thì chúng ta sẽ phải update cái nội dung lên trên trang này bằng ở phần sau thì chúng ta sẽ được cung cấp cái cách thức để chúng ta update nội dung để giúp cho cái trang này nó luôn luôn hoạt động. Website thứ hai trong nhóm login đó là các bạn đây và Trello thì chúng ta sẽ list ta đánh dấu hoàn thành. Chúng ta tạo một tài khoản trên Blogger. Thì Blogger thì chúng ta vào Blogger. Blogger.com à, chúng ta tạo một tài khoản tại blogger.com. Hiện tại blogger người ta đang update cái giao diện nhìn mới rất là đẹp, các bạn có thể tạo blog. Chúng ta được yêu cầu phải cung cấp mật khẩu của tài khoản Gmail. Chúng ta điền mật khẩu của tài khoản Gmail vào. Đây chúng ta sẽ tùy chọn là tạo hồ sơ trên Google Plus. Ta sẽ dùng cái browser này và save. Như vậy là chúng ta đã tạo được một cái hồ sơ trên Google Plus, thì chúng ta sẽ tiếp tục với Blogger. Chúng ta tạo blog mới. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái giao diện của Okay.
Khi mà chúng ta tạo brand account thì chúng ta sẽ cố gắng làm cho các cái từ khóa nó có sự điều chỉnh thay đổi, tức là khi các bạn sử dụng từ khóa là bad copy greener hay là copy greener thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái từ khóa này cho nó, miễn sao cái từ khóa thương hiệu chúng ta nó giữ, từ khóa thương hiệu của chúng ta là copy greener mail, thì chúng ta có thể thêm bớt một vài thành tố trước hay sau để bảo đảm là được. Nào, để bảo đảm là cái từ khóa tín hiệu nó sẽ không có điều chỉnh là bán có thì render chúng ta tránh sử dụng các từ khóa nhiều lặp lại quá nhiều lần để cho Google người ta nhận dạng là chúng ta đang spam chẳng hạn, chúng ta nên tránh trường hợp đó. Thì thay vì vậy chúng ta thêm vào các thành tố cho nó khác đi một tí, khác được một hai từ khóa cũng là khác, chúng ta thêm cho nó khác đi thôi. Chúng ta copy, sau đó chúng ta vào cái mục này để lưu lại email chúng ta tạo là Gmail rồi. Ở phần này không có mật copy. Phần này sẽ không có mật khẩu tại mật khẩu nó liên kết với tài khoản Gmail. Nó thì như vậy ở phần này thì chúng ta đã có được một trang blogger. Với blogger thì chúng ta cũng không cần phải sửa đổi gì nhiều, chúng ta có một đường link rồi thì nội dung thì chúng ta sẽ update sau. Thì đối với phần tiếp theo ở Trello chúng ta vào đánh dấu hoàn thành blogger, chúng ta sẽ tạo tiếp một tài khoản tên Tumble tumble.com. Chúng ta get started, chúng ta sign up. Ở đây thì người ta sẽ yêu cầu chúng ta sử dụng tài khoản Yahoo chúng ta đăng ký, chúng ta có thì chúng ta sẽ đăng nhập vào. Ở đây Yahoo của chúng ta này có luôn, và chúng ta sử dụng password tiếp tục mật khẩu đăng nhập. Tạo một tâm mới, chúng ta có thể chọn tên bất kỳ, sau đó chúng ta có thể change sau. Đây chúng ta chọn lĩnh vực quan tâm, chúng ta chọn next. Hệ thống của Yahoo
hệ thống của Tumble sẽ gửi về Yahoo một cái email verification, chúng ta sẽ phải xác minh cái địa chỉ email này. You see me. Chúng ta sẽ edit appearance. Đây, chúng ta change cái địa chỉ email đây. Say. Chúng ta edit appearance ở đây. Chúng ta xây lại. Tại mục affiliate link đó, affiliate link thì chúng ta sẽ bỏ cái mục này. Nếu các bạn chọn mục này thì các cái link, giả sử các bạn đang tiếp thị sản phẩm trên website, chúng ta post cái website, các bạn viết có link affiliate lên trên này thì nó sẽ không có, nó không có nhận dạng link affiliate, nên chúng ta phải bỏ mục này. Chúng ta có cái địa chỉ URL này, có link URL. Weebly là một cái trang tiếp theo trên hệ thống nhóm website Blockly, cũng đơn giản như việc tạo các tài khoản khác như vậy. Thì chúng ta tạo trên Weebly bằng tài khoản Gmail. Các bạn sử dụng tài khoản Gmail, chúng ta sign up email. Đây chúng ta dùng tên name, full name, đéo quên. Chúng ta sẽ nốt.
Chúng ta chọn blog. Đây thì chọn blog này. Ở đây mình chọn cái subdomain, ở đây mình chọn chọn public, chúng ta chọn continue. Nó đợi sẽ public size. Ở đây nó xác nhận cái chống spam thì chúng ta click building verify. Thì đây là cái đường link chúng ta lưu lại. Trang cuối cùng là Medium. Medium cũng là một trang trên nhóm web blogging. Sign up thì chúng ta sẽ chọn một ngày. Chúng ta sẽ sign up with email và copy email Google chúng ta vào email. Chúng ta email link to sign in. Thì họ sẽ gửi chúng ta cái đường link để chúng ta sign up.
tạo re-account. Full name thì chúng ta sẽ chọn full name. Này thì chúng ta sẽ chọn hiển thị cái copy writing booking book booking. Sau khi tạo xong thì chúng ta vào mục setting. Mục này thì chúng ta sẽ thấy phần profile. Đây chúng ta sẽ thấy edit. Thì là link mà chúng ta sẽ sau khi tạo xong thì chúng ta sẽ có một link như vậy. Thì đây là chúng ta đã tạo ra các cái URL thương hiệu, cái tài khoản thương hiệu trên cái nhóm các website có domain authority cao ở đây, và chúng ta sử dụng cái keyword thương hiệu đó, keyword mà chúng ta target vào thị trường. Chúng ta tạo cái link những cái khoản này. Chúng ta quay trở lại Trello. Chúng ta sẽ nốt là hoàn thành. Vậy là chúng ta đã tạo xong tài khoản trên nhóm website login.